anh ơi, rất là long bông. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cho anh em một số cái combo mà cũng như là từ cấp thấp đến cao cấp cho anh em có thể lựa chọn cũng như là sở hữu cho mình những cái combo Molly nha mọi người. Thì đây là cái hồ thủy sinh nha anh em, thì hôm nay là cá mới nha anh em. Cá này là cá cập nhật á mọi người. Thì trong này cập nhật thì thấy rằng là đuôi én rất là nhiều nha anh em. Chủ yếu là Blair nè, đó. Đuôi én anh em có thể thấy rất là nhiều luôn. Thì hôm trước cái combo 20 con màu lộn xộn này 200k cho anh em á, thì ở leo veo chắc đầm được một con én rồi hay là hai con én rồi anh em. Đa số là đuôi tròn thôi, nhưng mà đợt này về thì đuôi én cũng khá là nhiều. Anh em có thể nhìn được trên xuống nè, tắt tần tật rồi, nói chung là chắc cũng tầm 80-90% là đuôi én rồi anh em. Nhưng mà cái combo này thì mình cũng vớt lại lên cho anh em thôi ha. Thì 20 con màu đồ này kia tùm lum hết á mọi người. Thì 20 con là 200k nha anh em. Đó thì đợt này én nó nhiều nhưng mà mình vẫn giữ cái giá combo thủy sinh để cho anh em có thể chơi cũng như là sở hữu cái dòng cá thủy sinh này nha anh em. Còn mình lên ngay luôn một cái đôi Goldfire Retail duy nhất thôi anh em. Thì cái cặp này mình chia cho anh em là một củ khoai nha. Thì cái hàng Gold mà để lên Fire hay là đuôi veo thì khá là ít và cũng rất ít anh em chia á mọi người. Đó thì hôm nay thì mình được một đôi duy nhất thôi anh em. Màu mì thì như clip anh em ha, góc đuôi rất là rộng luôn. Nói chung là nhìn đã, size này size chà bá luôn rồi anh em. Thì hàng này mình không có nhiều đâu anh em, lâu lâu mới có thôi. Chứ cũng kiểu không phải là số lượng như Bla hay là mày kia anh em. Nên anh em nào mà đang săn cái dòng này thì có thể tham khảo ha mọi người ha. Một đôi duy nhất thôi mọi người. Nó không có sáng nên mình cầm vô cái đèn quay để cho anh em có thể thấy. Mấy con này anh em mà nuôi mà chơi ngoài nắng rất là đã luôn. Tại vì nó gần full vàng hết luôn anh em. Đó anh em có thể thấy nè. Con trống thì nó full, còn con mái thì nó còn cái bụng thôi. Nói chung là hàng này chơi là ok rồi. Cái vảy của nó vảy vàng vảy dày nữa anh em, chứ không phải cái kiểu vẫy chân, nên chơi cái màu rất là đã luôn. Và sau một hồi ngẫm nghĩ thì mình thấy hai con thì nó hơi dễ lôi quá, mà cái cặp cá này giá trị nó cũng khá là cao nữa mọi người, tới 1 triệu một cặp lận mà chẳng qua là còn có một cặp luôn anh em. Thì lựa này kia ra được có một cặp nên lên clip rồi mình cũng sẵn tiện mình tặng cho anh em thêm một trống nữa anh em ha. Nói chung là con trống to này để phụ cái con trống kia nó dí mái anh em. Đó thì nói chung là như clip anh em, ba con coi như là chi ô hai trống một mái đi, fairy theo hơn mọi người ha. Đó đuôi thì nó sẽ khác đuôi én ha, là tổng thiệt hại cho cái combo này là một củ kho nha anh em. Anh em nào siêu tầm hay là mần giống hay là đang tìm cái cặp con này thì có thể liên hệ mình ai nha mọi người. Thì thông tin thì mình anh em đặt hàng thì anh em đặt qua Zalo giúp mình ha, số Zalo mình có để dưới phần mô tả anh em. Còn đối với những cái combo thấp thấp thì mình lên được một số combo như clip này anh em, marble hết clip ha mọi người ha, gồm một cặp mắt xanh và hai máy mắt đen là 200k nha anh em. Nói chung là anh em cứ xem giá với lại cá như clip anh em, anh em ưng là cứ cáp màn hình lại giúp mình ha, là mình sẽ lựa chọn cho anh em đúng cái con cá y chang cái video mà anh em xem ha. Nên anh em khỏi kiểu sợ mình hay là gì mình quay cá lại cho anh em cứ cắt màn hình, tại vì mấy cá thì mình để riêng hết á. Còn nếu anh em nào kỹ nữa thì mình có thể gửi bắt cá lại rồi gửi lại cho anh em một cái clip để anh em xem trước ha. Anh em ok và cá mình gửi cho anh em thấy ok chốt thì lụm nha anh em. Chị combo này rất là mềm luôn, tại vì trong này là có một con máy mắt xanh nữa anh em. Đó combo 200k. Còn anh em nào mà thích hàng nó đẹp đẹp hơn chút anh em, nói chung là cái con cá mà nhìn nó kiểu ưng mắt hơn tí anh em, thì combo này là 300k, bao gồm một trống và hai mái nha anh em. Mắt là mắt xanh, đốm thì đốm nhiều. Đó mắt thì nói chung là kiểu muốn leo mù luôn anh em, nhìn mắt mũi rất là ok. Cái vỉ đẹp cái con cá thì nó đẹp hơn xíu thì cái giá nó sẽ nhỉnh hơn xíu anh em ha. Size này size bắt đầu anh em ghép là được rồi nè, nó bắt đầu cũng có bụng rồi anh em, mà cái form của nó chỉ là form sọt thôi anh em, chứ mình thấy nó cũng không phải phải super sọt, nhưng mà bù lại chấm nhiều mắt mũi rồi này kia rất là ok luôn, ok like cho anh em luôn. Thì 300k là như clip nha anh em. Còn anh em nào mà chơi các dòng như
lemon này anh em. Thì cái hàng này là lemon mắc xanh sai cối nha anh em. Thì lỉ là 200k một đôi á, nhưng mà mình đi cho anh em cái combo hai đôi là 300k luôn nha anh em. Thì cái con lemon này nó khá là kén người chơi hơn anh em, tại vì cái phong nền của nó kiểu nó vàng, một vàng chanh đó anh em, nó không phải cái kiểu vàng kiểu vàng gold đó anh em đó, nên kiểu cái phong bạc của nó là nó trắng trắng hơn đó anh em. Nên anh em nào thích sự nhẹ nhàng chanh chua này kia thì có thể chơi cái dòng lemon này anh em ha. Super sọt mắt full xanh, nói chung rất là đẹp, rất là cute, rất là cưng luôn. Dòng này thì mấy bạn nữ hoặc mấy cô mấy chị rồi rất là thích chơi, tại vì nó vàng nhẹ anh em chứ không phải vàng gold. Còn cái size to hơn xíu thì mình cũng có luôn nha anh em, size to hơn xíu vàng thì này kia như clip đó, thì chỉ có 100k một đôi thôi nha anh em. Thì phí ship toàn quốc là 30k, anh em bắt một đôi mình cũng ship cho anh em được nữa, nên anh em cứ thoải mái mà lựa chọn ha. Tại vì cái này á, số lượng nó cũng khá khá, nên trước khi gửi cá thì mình sẽ gửi clip cho anh em ha. Anh em nào cần xem clip thì cứ inbox Zalo giúp mình, rồi mình sẽ lựa cá gửi cho anh em xem nha. Đó, nói chung là bắt ra quay cặp nào thì gửi cho anh em cặp đó ha, chứ không phải kiểu như là quay cặp này rồi gửi cặp kia, nên mình cũng muốn xác nhận trước anh em về cái điều đó, nên anh em có thể biết được cái con cá mình sắp lựa chọn ha. Còn đối với ngựa mắt xanh, volley ngựa mắt xanh ha, thì combo 6 con là 200k nha anh em. Rồi cá thì size anh em có thể so như cái ngón tay mình á, size nó còn khá là to nên giá nó khá là mềm. Còn cái size mà bự bự có bụng này kia, farm chuẩn super sọt mắt xanh luôn anh em ha, thì anh em có thể theo dõi thêm clip ha. Thì mình có làm một số cái combo mình tuyển lựa ra, mình có đợi ở phần tiếp theo nè, anh em có thể xem rồi có thể chọn những cái combo đó thì nó chuẩn chỉ hơn đó. Kiểu như là nó sẽ form nào ra form nấy ha. Đó, super sọt ra super sọt nha. Đặc biệt là có một số cái combo mà mình có chèn cho anh em một xí ngọ én vô nữa, nên anh em theo dõi nha. Còn cái dòng phổ thông luôn anh em, Platinum đuôi én mắt xanh, trời ơi sai sai khủng luôn nha anh em. Thì đợt này xong mạnh cho anh em chỉ 500k cho hai đôi đó. Sai anh em cứ so với cái ngón tay của mình là được ha mọi người ha. Thì bọn này nó mới ăn rồi nên mình không có cho ăn để quay video cho mọi người được, mình chỉ có thể dùng tay quắt quắt chúng lại đó. Cá thì y chang clip, nói chung là trắng tinh thôi luôn á mọi người. Nói chung là hàng này giờ số lượng nhiều lắm anh em. Còn cái hàng tuyển cho anh em á, mắt ruby rồi này kia ha, thì mình tạm hết nha anh em. Nói chung là tạm hết thôi anh em, khi nào mình lên lại thì mình sẽ có clip lên cho anh em. Nói chung anh em đòi tuyển lựa khá là kỹ nên mấy cái combo đó mình đi cũng hết trơn rồi. Giờ thì còn cái hàng này nói chung size cũng rất là ok, nhưng mà nó không có chuẩn chỉ bằng những cái cặp mà kiểu mình tuyển lựa form nào ra form nấy, super sọt ra super sọt, mắt ruby rồi này kia không mọi người ha. Chứ số lượng nói chung form cổ này kia nhìn cũng rất là ok, rất là ok la luôn, mà chỉ có 250k một đôi. Đấy, anh em mua hai đôi là 500k nha. Cái này là mình bán combo mới có giá 250k một đôi nha anh em. Đó, còn cái dòng mới mới nữa này, cái dòng hiếc cao ly phin nè anh em, đó gọi là cái phin cao ly á. Cái phin của nó thì rất là dày luôn, rủ rượi luôn anh em thấy không. Kêu cao ly này thì mình có thể hiểu như là cái sấp lơ anh em. Nói chung là nó rủ, nó gấp ly, nó xếp ly lại rất là đẹp luôn. Thì cái chio mình đi cho anh em là 600k ha. Size cá này chắc cũng tầm 4 tháng trở lên anh em, size rất là to luôn. Anh em coi cái con mô ly là không có cái nghĩa để gì với nó hết anh em, rất là bự luôn. Anh em coi cái ống nước 34 à, trời ơi mà nó bự ngang ngửa đó anh em. Thì 600k cho một chio là một trống hai máy nha anh em. Thì hàng này mình dời đâu đó được tầm vài chio thôi, không có nhiều. Cho anh em nào có sở thích màu đỏ hay mệnh hổ chơi cái dòng huyết cao ly phin, phin cao ly này nha anh em, cái quay nó rất là đẹp luôn. Anh em nhìn trong video nhiều khi không thấy được cái vẻ đẹp của nó đâu nha. Nếu mà anh em muốn thực tế và chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của nó thì nhanh tay tắt màn hình lại giúp mình ha, gửi qua số Zalo mình có để trên cái góc bên phải màn hình anh em, hoặc là dưới phần mô tả nha mọi người. Trời ơi, nói chung là cái hàng này anh em hỏi mình khá là nhiều mà giờ mới có điều kiện về để share cho anh em ha. Rồi, đến với một số cái combo ngựa mà anh em không thể nào mà bỏ qua được nha anh em. Thì combo số 1, ngựa mắt xanh hết clip 400k, thì anh em có thấy gì trong đây đặc biệt không? Trong đây là có một cái con
mái mắt xanh mà đuôi én luôn nè em. Trời ơi trời, khơi bị hơi luôn á nha. Thì bao gồm hai con mái tròn, một con mái én nè, rồi một con trống tròn, rồi một con trống én nữa anh em. Thì cái con trống này nó mình thấy là nó hơi nghiêng về ma bồ hơn nha mọi người, nhưng mà nó cùng trống bộ ngựa ra được cái còn đậu cam nữa, nên nói chung là anh em nào muốn sở hữu mà ngựa én ha, ngựa én hay là ngựa tròn super sọt, nói chung là size căng căng đét, size nói chung là bầu bì rồi này kia ha mọi người ha. Nói chung cái form nó đẹp anh em, chứ cá thì nó cũng còn tầm nhỏ nha anh em. Cá thì tầm cỡ 2 tháng rưỡi á, 2 tháng rưỡi đến 3 tháng, nói chung là cái size nó còn khá là nhỏ, nhưng mà form cổ này kia nó ra rất là ok rồi. Theo trải nghiệm của mình thì cái con ngựa với lại marble là size cỡ này có khả năng là đĩa nha anh em, bữa ship cho anh khách ruột của mình ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, ship trong ngày sáng mình đóng mà chưa tới khách là nó đã đĩa rồi anh em. Trời ơi, nói chung là nhất cái nhắc vừa được cá mẹ mà vừa được cá con luôn em, may mà tình trạng cá nó còn khỏe ok ha mọi người ha. Đó, còn đến với cái combo số 2 ngựa mắt xanh, hết clip này ship 300k nha anh em. Nói chung là những cái con mà mình quay keo show như thế này thì anh em có thể thấy form cổ này kia body rất là đã ha mọi người ha. Trong này thì để mình điếm lại anh em, bao gồm 3 mái và 2 trống nha mọi người. Nói chung là trống là phải lật giấy đồ này kia rất là ok, vạch ra vạch ha mọi người ha. Còn mắt mũi thì anh em cứ yên tâm là mắt xanh trở lên ha mọi người ha. Mắt xanh nè, nói chung là nó leo rất là đẹp. Nói chung mấy cái combo mình lựa ra đây thì cái sao mình giao y chang vậy nha mọi người, chỉ có một combo thôi nên mình mới chia số ra 1, 2, 3, 4 hay là 5 gì đó. Nói chung là anh em cứ chỉ cần nhìn cá và giá nó rất là mềm mại luôn, 300k hết clip này. Bình thường ngựa mình bán lĩa mà ngựa mắt xanh mình không làm combo anh em là 150k một đôi nha anh em. Đấy, thì thường thường mình bán lĩa là 150k đến 200k một đôi mà cái size là cỡ này nè anh em. Hoặc là nói chung là nó to hơn tí, còn mình làm combo thì giá nó sẽ phải mềm hơn. Không mềm hơn thì đâu có nói combo làm chi để cho anh em săn đúng không hả? Rồi, ok anh em. Đến với cái combo tiếp theo thì combo này thì mình thấy nó hơi nhiều nha anh em. Cũng là ngựa mắt xanh thì trong này lẫn đâu đó một cái bà ngựa mà nó đuôi én đó chứ. Trời ơi, hình như mà cái con đuôi én trống này thì như mắt nó lem hoặc là mắt đen thôi mọi người. Nói chung nhìn cũng không rõ lắm anh em. Còn cái số lượng quân nghi trong đây thì rất là đông, bao gồm 1, 2 trống và 4 mái thì phải đó anh em. Nói chung là như clip, hết clip luôn, số lượng là 7 con ngựa mắt xanh rất là đẹp luôn. Có thêm bà trống én nữa để cho anh em có thể làm ra cái đời sâu hên xui, biết đâu ra được cái con é ha mọi người ha. Thì hết clip chỉ 400k nha anh em, số lượng này nó khá là đông. Trời, nhất cái nách quá anh em ơi, form cổ này kia anh em xem giúp mình trên clip nha anh em. Trời ơi, con nào con nấy cưng gì đâu á mọi người. Uno à, nói chung là tiễn lửa ra mọi người, tiễn rồi form thúc riêng bày đồ này kia nên mới có được cái form như thế này. Còn anh em thích trải nghiệm sighter hơn thì có thể chọn cái sighter trước clip này á anh em. Thì combo 6 con ngựa mắt xanh sighter thì cũng chỉ có 200k thôi anh em. Còn anh em mà muốn form cổ này kia nó đã ra rõ ràng như thế này thì quất hẳn cho mình một số cái combo mà mình đã form lọc lựa này kia. Nói chung là về chỉ là chơi, chỉ cần đợi là lượm bộ thôi nha anh em. Còn một cái clip nữa, đây cũng là một cái clip combo ngựa cuối mình đã tiễn ra. Thì trong này số lượng quân nghiêng nó khá đông, tầm 4 đôi đó anh em. Thì bao gồm 1 trống, 2 trống, 3 trống, 4 trống, 4 trống, 4 mái anh em. Trời ơi, 4 đôi mình làm combo cho anh em đi là chỉ có 400k anh em. Chỉ 400k nha. Còn anh em nào mà hỏi mình mua lĩa thì cứ 150k một đôi mà tính tới nha anh em. Nếu mà anh em mà mua combo nào mà muốn thêm một cặp ngựa thì mình vẫn bán cho anh em giá đó thôi à. Nên anh em mà muốn săn á, mà mềm á, thì có thể chọn hết combo cũng như là hết cái clip, những cái mà mình đã phân ra sẵn mình đi cho anh em. Tại vì ở đây mình lựa ra hết rồi, cá thì y chang clip luôn, form nào form nấy super sọt đàng hoàng ha mọi người ha. Chứ không phải sai chủ tơ mà nó lẫn sọt rồi này kia. Mình lựa ra cho anh em là toàn super sọt, mắt là mắt full xanh, từ full xanh tới kéo mù, mắt rõ ràng. Nói chung là rõ ràng như cách bán hàng của mình vậy mọi người. Đó, thì trước khi gửi clip cá này kia phải gửi cho anh em chứ, đúng không? Rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha. Thì hết cái ngựa về thì thôi, mình chơi tới bò nha anh em. Thì một chiếc bò mắt xanh thì trong đây một con mái nó kéo ruby rồi anh em. Còn cái con trống
con mái kia nó cũng xanh luôn, nhưng mà kiểu mình thấy nó còn hơi bị đen đen hay sao mọi người. Rồi con trống thì đẹp vô lây, nói chung là cá y chang video bầu bì nó không qua lần một đó. Thì một CEO như clip là 400k nha mọi người nha. Nói chung là cái form này mình thấy nó đẹp, với lại một cái con mái nó kiểu nó chấm mà còn có chấm cam nữa anh em. Nói chung kiểu độc lạ, Bình Dương chỉ có Hồ Chí Minh, chỉ có ở đất mới có CEO này thôi. Cái này mà bữa giờ mình đâu dám lên đâu, giờ nó lên bầu quá trời bầu rồi, hết khả năng mà lậm bầu rồi, nên muốn nhờ cái cơ hội này cho những anh em ở gần, và đặc biệt là anh em Hồ Chí Minh lời lụm cái combo này ok ha. Nói chung mình ship đi xa, mình sẽ bỏ gông vào cho cái CEO này anh em, tại vì cái form của nó bự quá rồi. Còn anh em nào thích thí sinh mà sĩ hiên gon thì mình có hồ gon 15 con này 400k nha anh em. Trong này thì bao nhiêu trống bao nhiêu mái mình cũng không đếm nữa anh em. Nói chung là rất là nhiều trống mái cũng đen xen nhau đó, nói chung là rất là đã luôn. Thì 15 con này mình đi cho anh em là 400k nha, hết hồ nha anh em. Anh em cứ đếm cái số lượng của mình là đủ 15 con gon. Trống mái lộn xộn trong này mình không có đếm được bao nhiêu con trống bao nhiêu mái anh em. Cái hồ mình gộp lại á, hồ gon cái mình gộp lại cái mình chỉ biết ở trong đây là đủ 15 con anh em. Nó tầm tầm nào đó, nói chung là hết hồ. Số lượng 15 con gon đuôi tròn. Mắt thì như là mắt đen á anh em, mắt đen nha đó. Rồi đến với một cái dòng mới hơn là cái dòng electric đuôi én mắt đen ha mọi người ha. Sai vậy sai cối luôn, sai này tầm 3 tháng rưỡi 4 tháng anh em. Nói chung bầu này kia rất là đẹp luôn, mà kiểu nó khá là độc, nhìn nó khá là mạnh mẽ anh em, rất là mạnh luôn ấy. Kiểu cái màu của nó màu đen xám xám xám, không là xám mà đen của hơn đen. Nó là sự pha trộn giữa đen và trắng rồi ngã ngã xám. Đó, có mấy cái con trống anh em thấy không, nó cùng một mẹ sinh ra mà có con đen thui à, nhìn y chang là hắc mô ly luôn anh em. Nhưng mà cái máu của nó là máu electric, rồi cái dòng của nó cũng tên là electric luôn. Công nhận ông nào đặt cái tên tôi nghe là muốn điện giật, kiểu nó mạnh mẽ anh em. Kiểu màu xanh, nó đúng hơn là nó sẽ màu xanh điện đó, anh em đấy. Thì cái hàng này thì anh em mua lẻ một đôi là 150k nha, anh em mua hai đôi thì chỉ có 250k, nên anh em nên lấy combo, hoặc nếu mà trải nghiệm thì nên lấy một cặp thôi. Ok anh em ha. Đến với dòng tiếp theo thì là dòng ngựa đuôi én mắt xanh anh em. Thì hiện tại mình đang có tầm 1, 2, 3, 4, 5, 3 CEO anh em. Thì mỗi CEO là bao gồm một trống và hai mái ha, và giá cho từng CEO là 300k nha anh em ha. Tính ra thì là 100k một con. Thì sai ngựa đây hổm mình lên cho anh em, sai bầu bì này kia lên là hết anh em. Giờ đâu có cá bán đâu, đâu có sai to đâu anh em. Cần sai to thì đợi mình ha. Thì sai to anh em xem clip trên mình, một cặp là không bao giờ dưới 500k ha. Một cặp là tầm 5 đến 7, 800 đồ là chuyện bình thường. Còn cái sai to này khá là mềm, khá là mềm luôn, nên anh em muốn sở hữu ngựa size to dời form thêm á, thì có thể chọn cái này ha anh em ha. 300k cho một tống và hai mái nha. GO nói chung là mình quay tổng quát ở đây. Rồi anh em nào ok like thích thì mình sẽ lựa ra mình quay ha anh em ha. Clip đây hôm nay làm thứ 7, giờ này cũng 6-7 giờ tối rồi anh em. Không biết up lên anh em có xem kịp không nữa. Trời ơi, lỡ hẹn hôm bữa anh em thứ 5 mình không lên clip được, không buồn chơi buồn luôn anh em. Giờ phải lên clip buồn à, nên đâu có kịp phân hay là quay ra keo show đâu. Nên anh em có xem video thì thông cảm giúp đất tí nha mọi người. Cũng là do lù bù trả đơn cho anh em quá mà không có thời gian quay cho anh em nữa. Còn cái dòng tiếp theo nữa nè anh em, thì cũng lộn cũng là ngựa thôi anh em, chứ đâu có cái dòng tiếp theo đâu. Mình nhầm mình nói bị lộn. Thì mình sẽ nhắc lại cho anh em, thì ngựa én mắt xanh 300k trên cho một trống hai mái anh em ha. Thì mình đi cho anh em là một trống hai mái nha, tại vì cái bọn này nó khá là thiếu trống, nó không có đủ trống để đi cặp cho anh em đâu, nên anh em chơi giúp mình là hai con mái và một chàng anh chàng ngựa Long Vân ha. Thì một con trống giờ nó chí cũng khá ok rồi, sau này mà thiếu hụt trống gì quay lại mình kiếm thêm con trống tròn hay trống gì đó giờ cho nó đạp cũng ok mọi người. Tại vì cái con trống én này anh em chơi một thời gian nhiều khi anh em phải dưỡng nó có thật là kỹ ha, còn không thì anh em cứ quay lại mua thêm CEO nữa để kiếm thêm trống nha mọi người. Nói chung ngựa giờ cái form này
nó cũng muốn đẻ anh em, tuy là size nhỏ thế nhưng mà form cổ này kia rất là đẹp luôn. Nhưng mà nó kiểu nó không có to xét bằng những mấy cái cặp mà tuyển kiểu size sinh sản hởm đó, anh em có thể xem này, khá là nét luôn, rất là nét luôn. Đặc điểm của mấy con quỷ này là gì, đầu nó cam cam, nhìn nhiều anh em là kêu ngựa coi rồi này kia hang, còn mình không có coi kiết gì hết, chỉ có gọi nó là ngựa ơi ngựa ơi, ngựa hí ngựa ô thôi nha mọi người. Đó, nói chung là ngựa là ngựa, tiếng Anh là Yarra. Họ Yarra ngựa thì tầm ba trio ngựa thôi anh em, không có nhiều. Anh em cần săn sai tơ tơ thì hú mình nghe, tại vì nhiều anh em cũng hỏi ngựa quá giờ sai tơ lên luôn chứ không biết sao giờ. Còn đối với cái dòng quốc dân luôn thì là dòng Palatium đuôi tròn mắt xanh mà sai sai ông nội luôn mọi người, trời ơi nói chung là khá là bà mồi. À mà mình cũng xin lưu ý trước anh em là cái bọn này nó có máu ma bộ ở trong rồi mọi người, nên là cá tới tay anh em mà con nào mà nó có đốm đốm đen á thì anh em nên nên mừng thay quỳ, là tại sao nó lại không trắng nha mọi người. Đó thì có những con trong đây anh em thấy không, nó có cái chấm đen ẩn á, thì nó là máu ma bộ anh em. Trời ơi mấy con ma bộ chó đốm mà xài cỡ này giá khá là cao anh em, tầm 200-300 ngàn một cặp là chuyện bình thường nha anh em. Đấy còn đây tại vì mình thấy nó không có chọi, không có đốm nhiều á, nên mình cứ cho nó vô bò la luôn. Đấy đó thì trong đây có một số con nó sẽ như vậy thôi anh em, tại vì sợ nhiều khi á hụt combo anh em, hết combo rồi đâu còn, nó còn chấm đen rồi này kia ở trong đây xíu á, thì nhiều anh em hỏi thì mình cũng xin giải thích sẵn trên video luôn để cho anh em có thể biết trước nha mọi người. Thì Palatium đuôi tròn mắt xanh rồi size rất là to ha mọi người ha, size này 3 tháng hơn là chuyện bình thường nha mọi người. Size này giờ anh em ghép thả thủy sinh đồ này kia bắt đầu sinh sản cho mọi người ha mọi người, còn bao lâu sinh sản thì điều đó thì mình không chắc nha mọi người, tại vì mỗi người một cách nuôi nè, chứ đâu phải ai cũng nuôi theo một thời gian đâu. Mình cảm thấy là tầm 3 tháng 3 tháng rưỡi trở lên bắt đầu có bụng trống nó dưới ok thì cá nó đã bắt đầu đỉ rồi nha anh em, nên em cứ nuôi một cách thật là bình thường, ngắm con cá rất là đẹp chiêu chiêu đồ này kia ha, bụng to thì cho đĩa tự nhiên luôn nếu mà trong không gian thương, còn nếu như hồ anh em hơi nhỏ thì nếu mà bụng to thì anh em cứ chịu khó quan sát ha, lỡ nó mà đĩa thì vớt ra liền nha. Nhiều khi cái con mẹ đĩa ra nó không ăn nhưng mà mấy con khác anh em nó đói thì nó cũng dí nó ăn bình thường nha anh em đó. Còn hôm nay thì mình có một số cái combo ma bộ, nói chung là cái size nó hơi tơ, giá khá là chát luôn anh em, nên mình cũng lên đây cho anh em nào mà săn hay là đang tìm kiếm dòng ma bộ anh em ha, thì một chi ô hai mái một trống mình đang đi cho anh em là 1 triệu nha anh em. Đó cái loại này thì đốm đồ này kia rất ok, mắt là mắt full xanh, chủ yếu là đẹp con mắt thôi anh em, mắt nó xanh kéo mù mà. Nói chung là mình quay để đây nha, đó giá nó khá là cao trời ơi, nhưng mà đáng đồng tiền bát gạo anh em ạ. Form đồ này kia rất là chuẩn chỉ luôn, size còn khá là to luôn, tầm 3 tháng thôi anh em, nhưng mà không không có gì để phải nói anh em, rất là đẹp luôn. Này cá cũng dạng mới về anh em nên nó còn khá là nhát, mình đang quay sơ sơ để anh em ngắm ha. Còn đối với dòng veo veo nha anh em, veo đúng veo luôn nha anh em, đuôi veo đó thì mình có cái dòng electric veo thôi mọi người ha. Nói chung là 7 màu thì có tay bơi bướm ghi bông thì Molly thì có veo nè, thì cái dòng này electric veo max này hình như mắt đen anh em đó, thì 500k một đôi nha anh em. Trời ơi nói chung là cái tay bơi nhìn rất đã anh em à, wow anh em thấy không, cái tay rũ rượi mọi người đó. Thì đây là cái dòng hiếm, còn cái clip sau á, thì anh em có hóng mấy cái loại CK này không đó, thì hôm nay mình lên trước ở cuối video đó, cũng cảm ơn anh em đã xem hết cái video này nha mọi người. Thì sắp tới mình có lên thêm cái loại này, nói chung là cá thủy sinh nhìn nó khá là đẹp dạ quen anh em. CK này là CK Long Fin đó anh em, đó CK mà nó màu dạ quen nữa mọi người. Thì cái con red này ơi, này kêu là con red cican long fin đó anh em, cái quay với lại đuôi này kia nói chung rất là đẹp luôn. Loại sọt á thì là 350k một con, còn cái loại dài á là 250k một con nha mọi người. Thì
để cái clip sau mình sẽ nói kỹ cũng như là báo giá rõ hơn về cái dòng xe Can này để cho anh em tham khảo nha. Rồi, cảm ơn anh em nhiều nha. Đến đây thì mình chắc cũng xin kết thúc video của anh em. Giờ thì tranh thủ làm video rồi xong rồi up lên để kịp buổi tối thứ bảy anh em săn cá nha mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Nhớ đăng ký kênh cũng như là like video hoặc là bình luận ở dưới dòng cá mô lê bạn yêu thích hay là đang tìm kiếm. Nếu mà đất có thì đất sẽ up lên ngay, hoặc là trả lời bình luận của những anh em cũng như là anh em mình tương tác với nhau. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bye bye.